Có thể nói rằng nghệ thuật tuồng của chúng ta bây giờ cũng đã mai một rất nhiều. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng những hình ảnh vô cùng tuyệt vời trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những gương mặt tuồng khác nhau. Đó là một gương mặt đỏ râu dài của Ngài Quan Công ạ. Quý vị thân mến, quý vị có thấy cái nhân vật này đúng như là cái cách vẽ đó là gió chiều nào che chiều đó, có đúng không ạ? Quý vị thân mến, cùng dành tràng vào tay thật lớn để cùng cảm ơn nghệ nhân Kim Kê ạ. Quan Công, tức là quan văn trưởng, người này là cực kỳ trung thật, cho nên là người ta lấy cái khuôn mặt đỏ của Quan Công là những người trung thần đệ nhất, không ai bì được. Gian thần thì Tạ Thiên Lăng, hoặc trong chuyện các vị xem thì biết Tạ Thiên Lăng, Đổng Trác hoặc là Tào Tháo có khuôn mặt tương tự nhau, tức là mặt trắng, mặt các cụ thường nói là mặt mốc râu rìa, là những nhân vật gọi là phản thần. Đây chỉ một trong những người là Định Thạch cũng là anh em họ Tạ, là Lôi Phong và Lôi Nhược cũng có cái khuôn mặt, tức là nó bần tiện, gió chiều nào nó che chiều ấy. Ông này lên vua nói đúng thì cũng theo đúng, mà ông khác mặc dù trước ghét ông ấy nhưng mà ông có quyền có chức, ông bảo đúng cũng theo đúng. Đấy là khuôn mặt gọi là Ninh Thần, bởi đấy là những khuôn mặt của trong tuồng thể hiện tính cách của những nhân vật khác nhau để mà vẽ lên mặt mình, biểu diễn mang tính cách của nhân vật. 10 năm, trên dưới 10 năm gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà cô Eleno là người Úc sang đây nhờ tôi dạy cho một cái vai gọi là vai mẫu để biểu diễn, vì cô ấy là một sinh viên học trường sân khấu ở Úc sang đây để thực tập, để mà diễn một vai mẫu mực của Việt Nam. Thế thì tôi mới bảo cô bảo là người Việt Nam học cái vai tôi dạy còn khó, người đã biết hát rồi, biết diễn rồi mà còn học vai còn khó. Nếu mà em sang đây, tiếng của em hiện nay nói vẫn chưa rõ ràng tiếng Việt này, để sang lại vừa học tiếng này, vừa học hát này, vừa học múa này, vừa biểu diễn của nhân vật, thì liệu em có làm được không? Cực kỳ khó khăn đối với em. Thì cô ấy trả lời một câu rất là đơn giản, bảo có khó em mới thích. Nó hát thì còn rõ lời hơn là nó nói ngoài kìa. Đây là cái giảm lạc Việt ngày xưa, bây giờ nó gọi là giao lưu văn hóa cuối cùng.
vẫn giữ lại ngày xưa để duy trì lại cái dạng đặc biệt của ngày xưa. Ngày xưa bức tường này nó là cái bán vé dạng đặc biệt. Thực ra mà nói á, tôi thì thực ra là đúng là cũng không phải là nghề để làm mặt nạ, nhưng mà chẳng qua là khi mình đã về hưu rồi mà bây giờ lưu lại để cho những đời sau, để giữ được những cái này là không còn nhiều, không còn nhiều người giữ được được. Cho nên tôi muốn vẽ một những cái này để lưu lại đời sau, nếu như là còn tiếp tục làm nghề hiểu được những cái này để mà thể hiện tính các nhân vật để đời sau biết được, chứ không mai một ngày càng, nhất là bộ môn dân tộc ngày càng mất đi, thất thoát đi.